Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không cần phải ở đâu xa mà chỉ ở những công việc, ở những con người xung quanh ta rất đổi bình thường và giản dị. Ở xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, những năm qua có nhiều tập thể cá nhân thầm lặng làm gì có ích cho cộng đồng. Mỗi người với nghề nghiệp khác nhau nhưng ở họ cùng chung suy nghĩ là học và làm theo Bác, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Được thành lập từ năm 2011, đến nay đã có khoảng 20 thành viên. Suốt thời gian qua, tổ từ thiện xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn đã đóng góp nhiều công sức tiền của để thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Khi nói đến các hoạt động của tổ từ thiện, thì người dân nghĩ ngay đến những con người đa năng vì việc nghĩa, nơi nào khó có tổ từ thiện hỗ trợ. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày hè, những thành viên trong tổ vẫn hăng say miệt mài làm việc nghĩa của mình. Mỗi người một việc, phân chia từng khâu vô cùng hợp lý, tùy độ tuổi và sức khỏe làm theo sức của mình. Người phụ trách chở dụng cụ, vật liệu, người nấu dừa, rải đá, đầm đá nên công việc luôn hoàn thành nhanh chóng. Thấy được việc làm ý nghĩa của các cô chú trong tổ từ thiện, những thanh niên trẻ cũng tích cực tham gia. Cũng là một thanh niên ở xã Mỹ Phú Đông, là mỗi khi là có đợt là giá lộ là cũng tiếp với mấy chú mấy bác là giá đường để cho xe chạy được thuận lợi thông thoáng. Ổ gà là cũng ít xảy ra tai nạn giao thông. Thấy là rất phấn khởi là khi được làm giúp ích cho xã hội vậy. Chứng kiến nhiều bà con tự ngã hoặc da quẹt nhau do tránh những đoạn đường hư hỏng có nhiều ổ voi, ổ gà dẫn đến tai nạn giao thông. Với mong muốn đảm bảo an toàn cho người đi đường, các anh các chú bỏ công sức tiền của để giá đường nhằm giảm bớt những tai nạn đáng tiếc. Điều bất ngờ là cả tổ không ai làm thợ cầu đường hay xây dựng. Những buổi đầu do chưa có nhiều kinh nghiệm với việc lắp giá đường nên chi phí rất cao. Sau khi nghiên cứu, các thành viên trong tổ đã mua nhựa về nấu và trộn với đá mì để tráng đường. Nhờ đó, đường làm vừa lâu hư mà chi phí rẻ hơn rất nhiều. Trên khắp các con đường của xã đều in dấu nghĩa cử cao đẹp của các anh, các chú. Mỗi khi xã có việc là các thành viên trong tổ lại tạm gác việc nhà để lo việc chung cho bà con, cho xã hội, như đi sưu tầm thuốc nam, dược liệu, tham gia hơn 1.000 ngày công để xây dựng 13 cây cầu bê tông nông thôn, sửa chữa 6 cây cầu và đóng góp trên 400 triệu đồng để xây dựng cầu, nhà đại đoàn kết cho bà con nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Học theo Bác làm những cái gì cho ích lợi cho dân, cho nước là làm. Nói chung là cái đội thiện nguyện chúng tôi thì nói chung là làm đường, xá, nhà, cửa. Thì hôm nay giúp cho bà con mình trong cái địa phương được cái vươn lên, được cái nông thôn mới nâng cao á. Là anh em đội thiện chúng tôi phấn khởi lắm. Đối với những đóng góp của đội thiện nguyện là rất là to lớn đối với phong trào của địa phương, đặc biệt là đối với những cây cầu nông thôn, giảm giá đường thì các chú, các anh, các cô đã tạo được sự lan tỏa trong bà con nhân dân, đã cùng với địa phương tham gia ngày công, kinh phí cũng như là tham gia vào các cái chủ trương của địa phương để thực hiện các cái nông thôn mới. Trong đó là đội thiện nguyện thì cũng tham gia vào xây dựng nhà, sửa chữa nhà, cũng như xây dựng tuyến đường qua và các phong trào thiết thực khác. Đặc biệt từ đó sẽ tạo được sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân, có rất nhiều gương điển hình đã được điển hình tiên tiến, góp phần cho các phong trào của địa phương ngày càng được lớn mạnh và phát triển. Từ những việc làm ý nghĩa đó, tập thể và nhiều cá nhân trong tổ được tỉnh, huyện và xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội địa phương. Những hình ảnh sống đẹp, sống có trách nhiệm và âm thầm hiến chân cho đời như những đóa hoa rực rỡ sắc hương trong vườn hoa học tập và làm theo Bác. Những tấm gương sinh động mà bình dị ấy minh chứng một điều rằng ai cũng có thể học và làm theo Bác một cách tự giác, tự nhiên ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc.